Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Vụ đốt kinh Koran mới nhất xảy ra hôm 29 tháng 6 tại Thụy Điển, một lần nữa khiến căng thẳng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Thụy Điển nóng trở lại. Vụ việc được cho sẽ làm phức tạp nỗ lực của NATO nhằm kết nạp quốc gia Bắc Âu này tại thượng đỉnh của khối vào tháng 7 tới. Ít nhất 180 vụ bắt giữ đã được thực hiện sau khi 40.000 cảnh sát Pháp được triển khai hôm 29 tháng 6 để chấm dứt tình trạng biểu tình và bạo loạn lan rộng sau vụ nổ súng khiến một thiếu niên nước này tử vong. Ba Lan hôm 28 tháng 6 đã tiếp nhận lô xe tăng Abrams tiên tiến đầu tiên do Mỹ sản xuất. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng Liên minh châu Âu, EU, hiện không mang lại hòa bình cũng như sự thịnh vượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Một người Thụy Điển gốc Iraq, hôm 28 tháng 6 đã bất ngờ đốt cuốn kinh Koran, một văn bản linh thiêng đối với người Hồi giáo, ngay bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Vụ việc ngay sau đó đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một phát biểu trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã lên án hành động này. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh lễ Ay Anada, một lễ hội tôn giáo lớn của người Hồi giáo vừa mới chính thức bắt đầu, việc nhà chức trách Thụy Điển cho phép những hành động chống Hồi giáo này diễn ra là không thể chấp nhận được. Các vụ đốt kinh Koran vốn là vấn đề nhạy cảm đối với người Hồi giáo nói chung và Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có phần đông dân số là người Hồi giáo nói riêng. Cho đến nay, phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chỉ hoãn chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vì một số lý do, trong đó có các vụ việc được cho là nhạy cảm này. Đây không phải là lần đầu tiên những vụ việc tương tự gây căng thẳng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Thụy Điển. Vào đầu tháng 1 năm nay, sau vụ người biểu tình ở Thụy Điển đốt kinh Koran, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hủy chuyến thăm Thụy Điển. Nhà chức trách Thụy Điển hiện chưa bình luận gì sau vụ việc trên. Tuy nhiên, diễn biến mới này được cho sẽ làm phức tạp nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, nhằm kết nạp Thụy Điển ngay tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối vào tháng 7 tới. Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh của NATO, liên minh quân sự này đang chạy nước rút để kết nạp Thụy Điển, song vấp nhiều trở ngại từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã bày tỏ lấy làm tiếc về hành động đốt kinh Koran của người Hồi giáo tại Thụy Điển, song nhấn mạnh Mỹ sẽ nỗ lực thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn kết nạp Thụy Điển gia nhập NATO. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Zora Dagmanin ngày 29 tháng 6 cho biết, lực lượng cảnh sát đã thực hiện 180 vụ bắt giữ trong đêm bất ổn thứ hai tại nước này, khi bạo động trên đà lan rộng toàn quốc hậu vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên gốc Bắc Phi tại một điểm dừng giao thông ở ngoại ô Paris. Ông Dagmanin sau đó tuyên bố rằng 40.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên cả nước, bao gồm 5.000 cảnh sát ở khu vực Paris trong tối 29 tháng 6 để chấm dứt tình trạng bất ổn. Con số này tăng gấp 4 lần so với số cảnh sát được điều động một ngày trước đó. Phản ứng của nhà nước phải cực kỳ kiên quyết, ông Dagmanin nói. Vụ bắn chết thanh niên 17 tuổi, được xác định là Nahen, xảy ra ở Nantes, ngoại ô phía tây Paris. Công tố viên địa phương cho biết các thẩm phán điều tra đã đưa viên cảnh sát liên quan vào diện điều tra chính thức về tội cố ý giết người. Vụ việc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ của người dân về tình trạng bạo lực của cảnh sát và vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống bên trong các cơ quan thực thi pháp luật. Sáng 29 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng để thảo luận về cuộc khủng hoảng an ninh đang phải đối mặt. Vài giờ qua đã được đánh dấu bằng cảnh bạo lực chống lại các đồn cảnh sát, cũng như các trường học và tòa thị chính, ông Macron nói tại cuộc họp. Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định hành động của viên cảnh sát là không thể biện minh và tha thứ. Theo Reuters, trong đêm 28 tháng 6, khoảng 2.000 cảnh sát đã được triển khai khắp khu vực Paris. Tại Nantes, một dãy xe đã bị đốt cháy, trong khi những người biểu tình đã bắn pháo hoa vào hàng rào cảnh sát. Đụng độ cũng đã xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát ở thành phố Lille và Toulouse. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne trong một tuyên bố trên Twitter đã kêu gọi mọi người cùng bình tĩnh, kiềm chế cơn phẫn nộ để tìm ra sự thật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Marius Blazak thông báo vào ngày 28 tháng 6 đã tiếp nhận lô xe tăng Abrams tiên tiến đầu tiên do Mỹ sản xuất. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan khi xung đột vẫn đang tiếp diễn ở nước láng giềng Ukraine. Lô hàng trên là một phần của thương vụ trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ đặt mua 116 xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ được chính phủ Ba Lan thông qua hồi tháng 1. Ba Lan đã đặt hàng tổng cộng 366 xe tăng Abrams từ Mỹ, trong đó lô đầu tiên gồm 14 chiếc đã được đưa đến thành phố cảng Szczecin. Ông Blazak chia sẻ, những chiếc xe tăng đầu tiên đã có mặt trên đất Ba Lan, đây là một ngày quan trọng đối với quân đội Ba Lan. Năm nay, chúng ta sẽ có nhiều xe tăng hơn và sẽ tạo thành một tiểu đoàn xe tăng Abrams. Không phải nước nào cũng có thể sở hữu những chiếc xe tăng như vậy. Ba Lan là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sẽ có xe tăng Abrams phiên bản hiện đại nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng ca ngợi những chiếc Abrams là xe tăng tốt nhất thế giới. Năm 2022, Ba Lan đã đặt mua thêm 250 chiếc Abrams biến thể M1A2 hiện đại hơn, dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2024. Ba Lan, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO,
và Liên minh châu Âu, EU có kế hoạch chi 4% tổng sản phẩm quốc nội, GDP, cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2023. Ba Lan đã ký nhiều thỏa thuận mua thiết bị quân sự, bao gồm các hợp đồng mua xe tăng K2 Black Panther và pháo tự hành K9 của Hàn Quốc. Liên minh châu Âu, EU được thành lập vì hai mục đích. Thứ nhất, vì hòa bình và hiện chiến tranh đang hoành hành ở châu Âu. Thứ hai, vì sự thịnh vượng và nền kinh tế châu Âu đang ngày càng trở thành vấn đề cần đáng lo ngại, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết. Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày bắt đầu vào cuối ngày 29 tháng 6, lãnh đạo các nước EU lên kế hoạch thảo luận về vụ nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, xung đột quân sự ở Ukraine, hỗ trợ của EU đối với Kiev, cũng như cách khai thác hợp pháp tài sản Nga bị đóng băng ở các nước châu Âu. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, châu Âu đang tiến gần hơn đến một thảm họa thật không may, theo mọi nghĩa. Ông cho rằng, vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine khó có thể được giải quyết khi các nước châu Âu chưa thoát khỏi chứng cuồng loạn chiến tranh, liên tục viện trợ, bơm vũ khí cho Kiev chống lại Moscow. Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn, đạt thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt chống Nga gây tổn hại cho châu Âu nhiều hơn là gây tổn hại cho Moscow. Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức mới đây, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố Ukraine sẽ khó giành lợi thế trên chiến trường và nếu không có lệnh ngừng bắn ngay lập tức, Ukraine sẽ mất lượng lớn của cải và nhiều sinh mạng, và sự tàn phá không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra. Điều thực sự quan trọng là người Mỹ muốn làm gì. Ukraine không còn là một quốc gia có chủ quyền. Họ không có tiền, không có vũ khí. Kiev chỉ có thể chiến đấu vì phương Tây vẫn ủng hộ họ, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.